Chiều ngày 27 tháng 10, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thị xã Bến Cát vừa phối hợp dập tắt đám cháy cabin xe bồn chở xăng dầu ở khu cây xăng trên địa bàn khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn, Công an thị xã Bến Cát đã điều động một xe chỉ huy chữa cháy, 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cứu chữa vụ cháy. Các cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, phòng BC07 cũng đã có mặt tại hiện trường tham gia làm mát các cấu kiện còn lại, ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra. Đến khoảng 13 giờ 55 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính 50 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Tài sản cứu được sau vụ cháy ước tính khoảng 40 tỷ đồng.